Dạ, em xin chào tất cả các thành Chào mừng các bạn đã quay lại với video mới của em Video này là video số 397 Ngày 8 tháng 12 nhé Video này sẽ có là một cây ghét cằn bằng carbon này Chắc liệu carbon nhé Bằng nghệ nhân cho mình Và những cái ikada hai khúc, 3 khúc ISO nè Và cần lục, cần súp nhé Hôm nay có rất là nhiều ISO khen, 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 lớn Và một cây cần tay Cần tay lóng ngắn 6m3 nhé 6m3 ISO khen nhỏ này Holiday spin và hôm nay cũng có một cây đẹp cho mình đỡ tê nha này rất đẹp, đẹp và những cây cần súp cần súp bốn mươi hai nhá hôm nay sẽ có là một cây shimano spin choi luôn rồi và cuối cùng là sẽ là một cây luôn luôn siêu tầm nhá luôn này thì đánh rất tuyệt rồi cây này cây này cây hạng đai qua nhá cây đi cây cây đi cây, dilute. cây dilute nhá này cây này mua cho các anh siêu tầm rồi và nào đặt hàng vui lòng liên hệ zalo hoặc số điện thoại của game trên màn hình Số điện thoại của em là 03567 76692. Giá bên em báo chưa bao gồm phí ship. Phí ship mỗi căn là 40k nhé. Em sẽ đóng nước ship code tại quốc cho các anh và các nhận hàng được kiểm tra. Anh nào đặt trên hai sản phẩm thì em sẽ hỗ trợ bao ship cho các anh. Còn một sản phẩm các anh chuyển khoản thanh toán trước sẽ bao ship nhé. Và em xin phép lên sản phẩm đầu tiên ạ. À. Đây, đầu tiên là lên một cây gác cần cho các anh nhé. Cái này rất là thẳng luôn. Cái này phôi carbon và có đi kèm túi vải nè. Chiều dài của cái này là 1m77 nhá. Trọng lượng là 152g thôi ạ. À. Nè, full carbon nhé trọng lượng 152 g. Đây, ngoại hình này. Đấy, bên trên được cuốn dây may để chống nổ đầy đủ luôn và cái đây, này giống như cái gỗ ồ gỗ gì đó. Đó nghệ nhân lại nha. Đây. Đây. Rồi một cái cán vào thôi, là như vậy. Rất cứng, cái này rất cứng nha. <laughs> Mã số 0 giá 500. Mã số 0 nhá, giá 500, phôi carbon nhá, <laughs> Tiếp đến mã số 1 là một cái Ikada một khúc nè, đây cái Ikada nhá. Cho các anh cầu bè Ikada này. Đấy, ngọn đặc luôn. Nguyên thân là đặc hết nhá. Nguyên thân đặc. Trọng uh, chiều dài của nó là 1,2 m, trọng lượng là 50 85 g. Ngọn cần là 0.8. <laughs> Tay cầm được cuốn chỉ bass Fuji FS6. À, tất cả dàn khen ok hết nha Đây đầy đủ luôn. Nà, ngọn Ikada này càng Icada nha đây ngọn đặt à, toàn thân đặt luôn mã số 1 giá 250k mã số 1 giá 250 cái tiếp theo đây một cái chút nghệ nhân nhé ngọn là ngọn đặt tháp cho mình nè đây cái ngọn của nó là ngọn đặt nha còn cái thân của nó là bằng chút hết cái chút nghệ nhân đây bên trên được cuốn chỉ nè khoen của nó là khoen Fujisik nhá em mà nói xem, xem. khoen cái Fujisik nè bên trên Fujisik luôn và cái này có chiều dài là 1m85 Ngọn 0.7 trọng lượng là 130g Trúc nghệ nhân nha Đây có cái dây cột bảo hiểm cho mình nè <laughs> Bá là bá Fuji FX5 nha Đấy <laughs> Ngọn là ngọn đặc tháp à. Đây cái ngọn của nó đây nè, Màu nó sơn nè Đấy Căn Ikada nha Ikada. Mã số căn Mã số 2 giá là 400 À, số hai giá 400k <laughs> tiếp đến là một cây ba khúc cho các anh đánh bạo lực nè đánh trên bờ đánh biển đều được luôn này đánh bờ rất là ok luôn nha Đây, độ cứng cao độ cứng 8 trên 80 nhá độ cứng rất tốt luôn các anh đánh đơn ngâm lăng xe sang hàng được đánh bạo lực cá nha rồi cái này uh, chiều dài cần là 2m7 <laughs> thuộc hãng NFT <laughs> cái này thì cần nội địa nhật nhá phôi là phôi phíp ạ à. phôi phíp graphic nha, khoen Fuji loại sứ trắng, bán là bát hạng <laughs> Ngọn là ngọn đặt tháp nha, ngọn đặt tháp. Ngọn của nó to, ngọn 3 ly, trọng lượng là 498 g. chống lỗ đầy đủ luôn. Cây rất tuyệt, cây ba khúc thu gọn ngắn gọn nữa. Thu gọn trên tầm tầm 1 m thôi. Tầm 9 mấy 1 m thôi nha. Mã số 3, giá cần là 350k. Mã số 3 giá 350. Mã số 4 là cái hai khúc hai à, khúc hai ngọn nha. Cái này thì thích hợp cho các anh câu trên bờ, câu câu dạng câu đơn, câu đơn câu ngâm và các anh câu bè nha. Rồi, cái này thuộc hãng Daiwa, hàng nội địa Nhật, chiều dài 2,4 m, có hai khúc ạ. À. Hai khúc và hai ngọn luôn nha, có hai ngọn. Phôi là phôi nè. Một ngọn là 1 ly, một ngọn là 2.1 ly, trọng lượng là 320 g Một ngọn cứng 5 đến 15 nha, một ngọn cứng 25 đến 240 nè, một ngọn cá đánh bờ, một ngọn cá đánh bè chắc tuyệt dàn khen là dàn khen Fuji là sứ trắng bát là bát Fuji FS6 nhá bắt gặp đây. <laughs> hai ngọn đều là ngọn đặt tháp hết <laughs> đấy ok nha rất tuyệt mã số căn mã số 4 giá căn là 400k mã số 4 giá 400 không lỗi lầm nhá mã số 5 là một cái hai khúc nhỏ gọn cho các anh đâu đánh bạo lực nè cái này độ cứng của nó là độ cứng tầm 100 đến 150 lận ca nhá đây cái của cần đặt hạt cần này của hãng Daiwa cái cần nội địa Nhật luôn và chiều dài cần là 1m65 nhá có hai khúc nè đấy cái phôi của nhá nó nhỏ gọn cực kỳ nhỏ gọn luôn m65 chi đôi khoen là khen Fuji là xíu trắng viền của nó màu xanh nè ngọn căn là 4.2 trọng lượng là 437 g bá là bát Fuji xích bát gặp độ cứng 150 đến 100 à 100 đến 150 nha đây chắc ok độ cứng cao luôn nè mã số căn, mã số 5 giá cần là 300k và số 5 giá 300 nhé bỏ 4.3 4.2 rồi cái tiếp theo nhá là một cây câu uh, sang hàng cho các anh nè các anh đánh có thể đánh lục nha cái này là một cây uh, phôi phíp của hãng Olympic cái này Amazon chiều dài càng là 39 nha độ cứng nó tầm là 25 đến 27 cho mình càng 3 khúc càng đắp khúc càng to phôi cái đắp phíp vào đây khoen cái này khoen to khoen gặp luôn ngón càng là 3.2 ly, trọng lượng là 700 g nha Bát là bát hạn nè, bát quặng nè, to luôn các Anh có thể đánh cá lớn, đánh bạc bại biển nha Tốt, đây, quen nè Quen Fuji hết nha Đấy, cái gần 3 khúc 39 nè Càng to nha, càng đánh bạo lực cho mình Mã số cần mã số 6 Giá càng là 450k Mã số 6 giá 450k Cái này thì các anh nhận hàng để kiểm tra nha Các anh rồi cây tiếp theo là một cây hai khúc ca nha. Đây, cây hai khúc đánh bạo lực luôn. Cái này chiều dài 2 m độ cứng 120 nè, cây rất tốt luôn. Ngọn căng là 4.3 ly nha. Trọng lượng là 423 g cái này. Đây, Power Max 2 m Ocean Club, cái này cây cần Nhật nha. Phôi của nó là phôi Graphite và có chất liệu carbon bên trong nha. <laughs> Đây. Phôi đẹp sáng, càng còn sáng luôn. Nè. Rồi, bá là bác là bắt Fuji DBS bắt quản. Tay cầm cán mút cứng cũng chỉ dứt keo tốt nè, cái ngọn ok luôn. Đấy, phôi chắc nịch luôn nhá. Đánh rất là ok. <laughs> Có thể đánh bờ hoặc đánh biển mã số căn mã số 7 giá cần là 750k nhá. Cái này mã số 7 giá 700 được. <laughs> mã số 8 là một cây graphic luôn. Đây. Cái này chiều ra 2,4 độ cứng 150. Thuộc a Sera nhá, Sera này ấy vẫn có tiếng anh đầy đủ rồi legan full và cái này thì ngoại hình của nó đây cái phần bên này nó chóc nước sơn nên thấy phần phôi nhá chóc nước sơn cái phần này nè đấy tay cầm thì được uh, bọc uh, mút bát là bát fuji dbs dàn khoen fuji xứ biển nè khoen fuji luôn nhá ngón càng là 5.3 ly trọng lượng là 363 g những cái này nó cũng khá nhẹ 363 g thôi các anh có thể cầm trên bờ cái câu cá thoải mái luôn nhá câu rất là thoải mái à. <laughs> đẹp này. mọi hình này. Mọi hình ok nó trừ cái điểm này thôi mã số càng mã số 8 giá càng là 550k mã số 8 giá 500 rưỡi <laughs> mã số 9 là một cái hai khúc ạ à. đây cái hai khúc thuộc hạng NFT nhá đây cái này thì nó có đi kèm với túi vải nè túi vải nhung cái này là Marine Capo của hãng NFT. Chiều dài cần là 2m25, độ cứng 60 đến 80. Đấy, rất tốt luôn. Chắc ok, cần ra thì cực kỳ thẳng rồi. Bát là bát Fuji FPS 22 Japan, bát quẳng. Ngõ cần là 2.2 ly, trọng lượng là 284g. Những cái này rất tuyệt nhá, đây foil carbon này. NFT cần nội địa nhá. Đây, nhà khen Fuji là xưa uh, phát quan. <laughs> Ở đây nó có một phần lỗi đây, phần này nè, cái keo nó cuốn này và cái chỉ nó cuốn này có chiếc keo là dinh còn đây là nó 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 có cuốn cuốn lại nè bị nhiều, nó bị giống như nó bị chóc nó 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 ức chế nó tháo ra hay sao á đây. đây còn đẹp nhá đấy còn đẹp rồi ngọn là ngọn đặt tháp bên trên rất là đẹp luôn cái này còn đẹp nhá mã số càng mã số 9 giá càng là 850k mã số 9 giá 8 năm rưỡi hai khúc nha đường ngầm lăng xe đây tiếp theo là cần rút ạ à. cần rút nha cần câu rút của enjoy spin chiều dài hai m bốn cái này khuyên bát là khuyên bát hạng ngọn cần là hai ly trọng lượng là 175 trăm bảy tay cầm cản bút bát là bát quặng nha bát quặng chắc nịch cho mình đây khuyên hạng hết rồi có thể câu đơn năm năm xe được rồi những cái này có thể câu suối nè bên trên thì hai khuyên chạy nhá hai khuyên chạy bên trên đấy còn này màu bạc còn ok nhá còn ok Đấy. Còn sáng nè, có hai lóng nhá, tổng cộng hai lóng, chiều dài 2 m 4 độ cứng cái này là độ cứng 15 20. Tầm 15 20 nhá. Mã số 10 giá cần là 200k. Mã số 10 giá 200. phôi fit nha <laughs> Rồi tiếp theo một cây um, Passion. Đây, Paul Sport chiều dài 3 m nhá. Cái này là thuộc bản Korea xuất nhập, full là phôi fit luôn. Máy <laughs> in China nhé Em xin lỗi máy in China xuống nhật nha Bát là bát Fuji F7 có thể gắn máy lớn nè Uống chỉ xích kêu còn tốt Ngọn cần là 3.2 ly ngọn rất to Trọng lượng là 227 g Đây bên dưới đây Nó vẫn còn tem nè Đấy Và bên trên thì nó chống nổ đầy đủ rồi Khoen là khoen hạng sáng đẹp hết luôn Đấy ngọn này To đẹp cái này có tổng cộng là ba lóng nha 3 lóng 3 mét 3 lóng và độ cứng tốt nè rồi độ cứng 20 25 nha <laughs> mã cần mã số 11 giá 250k mã 11 giá 200 rưỡi <laughs> mã 12 là một cây riobi nha Đây một cây riobi chiều dài 3 mét 3 cx độ cứng 10 đến 20 nha độ cứng 10 đến 20 bát Fuji F7 bát gặp nè Đấy, phôi nha bên dưới đây ngoại hình nó có sơ xước đây là như vậy mình hãy xem ngọn cần là 2.6 trọng lượng 255 g tem bạn con đầy đủ luôn cái cần riêu bi nhật nhá <laughs> dàn khoen là dàn khoen hạng nè sáng đẹp hết đây, cái dêm chống nổ để cài cái cái nắp này đây, hai khoen chạy bên trên <laughs> nước sơn là màu nâu đều nhá màu nâu đều <laughs> Rồi ok. Độ cứng cần 25 nha. Độ cứng tốt cho mình. Độ cứng cao. mà số 12 giá cần là 270k. Mã <laughs> 12 giá 270 Tiếp đến là một cây New Chista, chiều dài 36 MG tên vẫn còn nè. Đấy. Bát Fuji, bát bát, bát gặp bác hạng nha, bát lớn bát số 7. <laughs> Bên dưới đây. để cầm được cuốn trị và ngọn cần là 2.8 ly trọng lượng là 338 <laughs> g dàn khoen đó là dàn khoen loại sứ trắng được mài tròn hết nha đây khoen của nó là như vậy nó buông nè đấy ngoại hình nè đấy. đấy. cái ngọn nó là như vậy nói chung cần nhật bại không tránh khỏi mấy phần xưa xước rồi cái này là nội bọt nước sơn nhá cái cây này có nổi bọng như sơ một ít đây, đây dính bụi ra đây. 3 m 6 gan nhá có thể đánh đơn ngâm lăng xe lăng xe đắt tuyệt độ cứng càng độ cứng 20 25 mã số 13 giá cần là 300 mã 13 giá 300 mã 14 là một cái 39 nè cái này to hơn này góc nó to hơn một tí bát là bát Fuji FS7 bát gọc nhá. Đây, cả. Ở dưới này. Đấy. Và cái này ngọn căng là 3.2 ly, trọng lượng là 477 g. Đây, keo cũng chỉ ok nè. Cần nhật nhá. Dàn <laughs> khoan là dài khoan hạng, sáng đẹp. Bên trên ngọn to, hai khoan chạy. Không dập kệ là ok các nhá. Sức thì không quan trọng đâu, cần nhật bại mà. Rồi, có tổng cộng là 4 lỏng nha Cái này cứng nè Cây đủ cứng cao các anh nha 2730 lận 2730 lận nha Mã số căn mã số 14 giá 300 34 giá 300 <laughs> Rồi, cây Jojon Spin chiều dài 36 Cái này Bát là bát Fuji FS7 bắt gặp nha Tem vẫn còn nè, cây càng nhật luôn Đây và ngõn căn 2.6 ly trọng lượng là 345 g 345 tay cầm được cuốn trị dàn khoen là dàn khoen hạn nhá khoen hạn cho mình khoen cái là khoen Fuji là xíu trắng rồi khoen gặp này khoen gặp nha. bên trên có hai khoen chạy khoen nó có lò xo bên trong này đấy lò xo này <laughs> Ở đây thì nó có bo chị ạ, à. bo chị nó giống như nó bo 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 thêm cái phần này cho chắc cái khuyên. Đấy. bên ngoài thì xanh đậm hơn nhá, xanh lá cây đậm hơn, trong dính bụi tí. Đấy. Đây. Để. Để OK nhá, cái cần ba mấy sáu ạ, độ cứng cần hai mươi hai đây nói chung độ cứng cấp, độ cứng cao hay thấp là tùy vào can đánh thôi, canh tại mồi như nào. Nói trong quan trọng là kỹ thuật thôi nhá Mã số cần mã số 15 giá 350k Mã 15 giá 300 được Cái tiếp theo là một cây rất là nhẹ Cái này là một cây bản Kodia xuất nhật nhá Chiều dài 3m3 Water Bass Fuji F7 bass cặp này. Còn ok Ngõn cần 2.4 trọng lượng 275g Ở dưới đây Hipvanster Trọng lượng là chỉ có 275 thôi Giang khoen Fuji loại xíu xám Khen cái là một khen gặp em Fuji hết nha bên trên hai bên chạy cái này khen bát Fuji màu <laughs> đen nè còn đẹp nhá con đẹp bên trong còn bóng ạ à. rồi 3 m 3 cái này thì độ cứng của nó là tầm là 20 nhá độ cứng sẽ là 20 <laughs> có thể đánh lục đầu càng mã số 16 giá càng là 400 mã 16 giá 400k <laughs> Tiếp đến là càng ISO khen nhỏ, Càng phôi carbon nhá Bây giờ đến được carbon nè, Chắc liệu carbon. Cái này là một cái ISO khen nhỏ A1 của hãng cái A1 nhá Cái này là của bạn Kodia số Nhật, chiều hai 2 7 Cái này là mini thôi. Đấy, ISO khen nhỏ mini. Cho các anh đánh nè, cảm giác là tốt nè. Cái này vừa cứng nữa nó vừa cứng nữa. Các anh cũng có thể hạ tay, đánh suối này các kiểu luôn. Độ cứng của nó là cứng 3. Bá là bát hạng, bát gặp, bát dạng, bát số 6 nè. Rất đẹp ngọn căng là 0.9 trọng lượng là 140 g Thu gọn là 62 cm nhé Tay cầm sơn nhám Thu gọn 62 cm bên dưới này Có cái khoen cục dây bảo hiểm có lỗ thoát nước luôn Dàn khoen là dàn khoen hạng rồi Sáng đẹp Bên trên ngọn nhé Đây Hai khoen chạy bên trên Những cái này có thể đánh uh, <laughs> Đánh suối, đánh mương Đánh uh, Dòng cá chép cũng được nhá Dòng cá chép cũng được luôn Và các anh có thể câu tôm cặp 2,7 nha, độ cứng cao độ cứng 3. Cần đa đắt thẳng, mã số cần mã số 17, giá cần là 300. Mã 17 giá 300, phôi carbon ạ. À. Mã số 18 là một cây Shimano nha, đây. Shimano, cây cần Iso khen nhỏ. Carbon Holiday Iso HG chiều dài 4m độ cứng 2. Bản Indonesia số Nhật, vẫn còn đẹp nè. À. Đấy, có vài điểm nhỏ nhỏ thôi, không sao. Cái này còn sáng lắm bên dưới đây đây tay cầm sơn nhám và tem vẫn còn ngón căng 1.2 trọng lượng là 141 g bát Fuji FS6 bắt gặp Đây, rất đẹp dàn khoen Fuji loại xứ xám ngọn nè ngọn cũng khá to ngọn 1.2 nha 4 m độ cứng 2 nè Poshimano Shimano này nó có cái viền này, này. nè cái này còn sáng nhá độ mới cao ở mới cái này thì trên 90 nha. Sẽ ra trên 90 cho mình Rất đẹp. Cần ra thì rất thẳng. Mã số càng mã số 18. Giá cái này là 750k nha. Mã 18 giá 700 được. Mã 19. Là một cây. Đeo uh, lai nha. Đi lai nè. Đi lai ISO luôn. Cái này cây càng nhật nha. 4m5. Độ cứng 1.5. Đây. Tem vẫn còn nè. Bát Fuji FS6 nha. Bát gặp ngón cần là 1.3 trọng lượng là 205 g iso khen nhỏ cái càng khen nhỏ thôi nhá đánh câu cảm giác <laughs> đánh đơn đài câu tay nhá đơn đài câu tay à, ngọn này Đấy. ba khen chạy bên trên 4 mét năm độ cứng 1.5 à đây bên trong đẹp nha, này độ mới bên trong đẹp nè. Đấy. Này, có ở đây có sức nhỏ xíu thôi Đấy, rồi. Cần đa thì thẳng cho mình, độ cứng 1.5 nhé. Mã số cần là mã số 19, giá cần là 500. Mã 19 giá 500k. Mã 20 là một cái cần tay 6.2 lận. Đây. Cái cần tay lóng ngắn nha, nó có tổng cộng 12 lóng cho mình, thu gọn của nó là 60cm. Đây, Đem vặn vặt, đây tem còn vặn đầy đủ nha. Đây. New Comcast của hãng Ryobi Cái càng tay nhật nhá Pro Season này Đấy bên trên đều có luôn Chữ này Ngọn càng là 0.9 trọng lượng 143 g Thu gọn càng là 60 cm Và ngọn đây Đầu bu của nó xoay 360 độ Xoay, này, 360 độ nhá thôi các bạn sống toàn thân. đẹp nha đẹp cho mình sáng luôn cái này độ mới cao độ mới cũng rơi tầm trên 90 nhá là trên 90 cho mình luôn bên trong nó đẹp đấy 62 cả nhá lóng ngắn 62 bên trong nó phần thân lóng thứ hai sáng bóng luôn rồi cần đa thì thẳng cho mình độ cứng cần là độ cứng 3.5 đến 4 cái này thì 3.5 rồi 3.5 nhé nha cần đá thẳng độ cứng tốt mã số cần mã số 20 giá cần là 950k mã 20 giá 900 được <laughs> tiếp đó là một cây ISO của hãng Nissin nha cái này super chiều dài 3m3 độ cứng 30 tem vẫn còn nè cây ISO nha ISO Nissin cái này đánh bạo lực cho mình đây đánh bạo lực ra nha Ngọn cần là hai ly trọng lượng là 300g thôi Bát Fuji chữ vàng bát quẳng bát cho máy to được Tay cầm cái mút cứng nè vôi lóng ok nè Dàn khoen Fuji loại sứ xám luôn Chắc ok cái này Có trên hai khuyên chạy Khoen Fuji loại sứ xám hết nha Đấy còn nó đây Ngọn carbon luôn Xoắn toàn thân luôn nhé Đây Chắc ok cái này độ mới cũng cao Đồ mới cái này rơi trên 85 phần trăm nha độ cứng nó tốt lắm các nha độ cứng của cái phôi này lên đến 50 đến 80 lần nha 50 lên đến 80 lần đây nghỉ 30 nhưng mà cái phôi này cái phôi tốt nó cứng cao mã số căn mã số 21 giá căn là 900 mã 21 giá 900k cái nít xin à. cái tiếp theo một cây cứng cao luôn nè đây cây cun tu nha. Cái này là một cây nội địa nhật luôn Chiều dài 3m độ cứng 80 Độ cứng cần là 80 Cái góc của nó nhỏ hơn cây kia tí. Đây qua dưới nè rất đẹp Ngọn càng là 2.2 Trọng lượng là 258g <laughs> Bát là bát uh, Fuji Rio Six nha Bát quặng Đây bên trên nè Quyền dạng Fuji loại xíu xám hết Đấy Có 3 quyền chạy bên trên nha Phôi cái này phôi sẵn bằng thân cái này về đánh bóng lại nha đánh bóng lại là ok Đấy, 3 mét độ cứng 80 nha độ cứng cao <laughs> 80 thì các anh có thể đánh lục đầu cần được rồi nha rồi mã số cần mã số 22 giá cần là 750k mã 22 giá 700 rưỡi <laughs> 23 là một cái pro game nha đây pro game cái này vẫn còn tem vàng luôn nè à những cái cần enjoy enjoy nội địa nhật luôn nha chiều dài cần là 4m5 độ cứng là 3 bát Fuji DBS bát quạt ngọn cần 1.8 trọng lượng 276g ở dưới này sơn nhám pro game nhá phôi carbon nước sơn là sơn màu bạc phối màu tím đây dàn khoai Fuji Lại xứ xám hết rất đẹp Bên trên hai khuyên chạy ạ à. Đấy cái cần sẵn nha Sẵn toàn thân này ngọn nè bên trong bóng cho mình Đây, rất đẹp xoay cho các xem 4,5 độ cứng 3 cái cần cái cần này có tổng cộng là 5 lóng nha sẽ là 5 lóng có thể hạ tay được luôn hạ tay câu đơn đài mã số cần mã số 23 giá cần là 850k ngọn 1.8 trọng lượng 276g mã số 23 giá 800 triệu <laughs> mà 24 là một cây 5m3 độ cứng 3 nhá cái Excel lên của hãng Marine cái này thu bản Korea xuất nhật vẫn còn tem nè 5m3 độ cứng 3 nhá bát Fuji DBS 6 bát quản phôi cần là phôi carbon đây, bên dưới này quả hình nó đây Đấy, nó có ngoài chỗ nó bị như vậy này. lớp vỏ 2k bên ngoài nó, nó, nó keo dính keo nhiều thôi rồi Ngọn căng là 1.8 trọng lượng là 315g Excel lên nha Dạng khoe Fuji loại xứ xám hết bên trên hai khuyên chạy là phôi ngọn nè, ok tuyệt vời cho mình luôn đấy đấy rất đẹp nè độ cứng ba nhá độ cứng tốt rồi cho cánh hạ tay ok luôn còn mấy con tay đều được nhá con tay thì mình hạ xuống thôi <laughs> ngoại hình thì có một vài điểm nó sơ sức nhỏ nhỏ đấy bóng này cần đa thẳng cho mình luôn nha. ok cái này hạ tay ok nè. ngon nè. hạ tay tầm là 5 h nha tầm đó mã số càng mã số 24 giá căn là 800 mã 24 giá 800 k <laughs> 25 là một cây nở đẹp này. Đấy, cái này độ mới cao trên 95 lần đây cái cần nft nha. đây nft chiều dài cần là 5m3 độ cứng là độ cứng 3 super luôn nhá dòng power power loop của hãng nft cái này là cái cần nhật cho mình bên dưới đây sơn nhãm nè. rất đẹp tem vàng vẫn còn đầy đủ ngõn căng là 1.4 trọng lượng là 320 332 g nhé 332 bát Fuji FBS 22 Japan bắt ba chữ vàng đẹp thôi các bông sẵn vào <laughs> có đắp chụp đi kèm đầy đủ nha đây dàn khoen Fuji loại dưới xám hết bên trên thì nó có ba khuyên chạy nha cái này ba khuyên chạy vô sẵn toàn thân đây năm m 3 độ cứng 3 hãy nft <laughs> nè, tất cả rất đẹp độ mới cao trên 95 luôn nha đây không thu gì cần mới luôn này rất đẹp cần đa thì rất thẳng luôn nhá <laughs> rồi mã căn mã số 25 giá cái này là 1 triệu 650 nhá 25 giá 1 triệu 650 cái nft rất đẹp <laughs> mã 26 là cần súp nha Cần sắp cho canh câu đơn ngâm lăng C và tiêu hay là bạc bãi biển là câu lục nè rồi cái này đầu tiên là một cây súp ít ít nha súp ít, ít chiều dài 4m2 độ cứng 20 đến 25 này nó ghi sẵn nha <laughs> bát là bát hai uh, bô bát là số 7 bát gặp bát to này cũng chỉ giết kèo còn tốt luôn ngõ căng là 3.1 ly trọng lượng là 510g 510g nhá đây cầm đây gian khoen hạng bát hạng luôn đây khoen đẹp khoen cái khoen gọc xứ đẹp hết <laughs> bên trên hai khoen chạy phôi cần là carbon nhá đây đẹp bóng luôn ok cần bóng nhá bóng này một sáu với một mực bóng cho mình rất đẹp này, còn đẹp nhá rất đẹp luôn rồi được 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 cứng hai mươi hai nhá 42 Mã số căn mã số 26 giá cái này là 700k Mà 26 giá 700 <laughs> 28 là một cây uh, trên lớn Chiều dài 42 Cái này fishing rod nha cần nhật cho mình này Bass Fuji FS7SB bass gặp Đấy. Ngõn căn là 2.4 trọng lượng là 460 g 460 nha Phôi cần là carbon bên dưới nó sơn nhám đỏ đô Bên trên nó sơn đỏ nè dàn khoen Fuji là xứ xám hết khuyên cái là khi gặp nha nè hai chạy bên trên đấy ở đây nó xoắn toàn thân cho mình nhá <laughs> đây xoắn toàn thân chiều dài cần là 42 ngoại hình của nó thì có xứ một ít cái phần nước sơn này đấy nhám xuống này do do chắc lúc chứ nó có cát á này nhám, nhám 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 nó mờ mờ cái nước sơn tí 4,2 nhá độ cứng càng là độ cứng 25 mã <laughs> số 27 giá càng là 1 triệu lệ 50 k nhá 1 triệu lệ 50 chục mã 27 28 là một cây uh, Cimex 4 mét 2 luôn cái này carbon rod nhá carbon rod 4 mét bát Fuji FS7 FB bắt gặp rồi bên dưới đây tay cầm được sơn nhá màu đen bên dưới ngoại hình này có xứ một ít ở phần này và ngõ cần 2.3 trọng lượng là 393 g cây cần 4m2 đây dàn khoe Fuji nhá khoen cái là khi gặp đây là bu nè sáng đẹp luôn Sáng toàn thân nhá Sáng toàn thân cái này còn đẹp nè cũng còn ok có xước nhưng mà nước sơn nó bóng nước sơn nó bóng lắm rồi độ cứng là 25 luôn 4 2 độ cứng 25 nha mã số cần mã số 28 giá cần là 850k mà 28 giá 800 rưỡi <laughs> mã 29 là một cây Shimano SpinJoy cho nhá cái này thuộc bản China xuất nhật cái này bạn đời tốt nha đời tốt lắm đây cầm rất là thích luôn SpinJoy cho 4 m 5 độ cứng DX à. À, tay cầm nè đẹp và tem vàng vẫn còn đầy đủ luôn nhé china xuất nhập phôi rất tuyệt luôn ngõ căng là 2.3 trọng lượng là 398 g bát Fuji F7 bát gặp nha cái này đánh rất là bền nha đây dàn khen Fuji loại sứ trắng loại sứ xám bên cái là một khuyên gặp ngọn đây riêng nguyên bản rồi riêng nguyên bản rồi nhá Nó mới cái này thì trên 90 Nó mới còn sáng nè đẹp nè à, không có nè rất à, ok spin choi nhá cái cần spin 405 dx <laughs> rồi sáng đẹp nha bá là nguyên sinh chưa hạ luôn mã số căn mã số 29 giá cái này là 1 triệu 7 nha 29 giá 1 triệu 700k <laughs> và cây cuối cùng là một cây uh, lưu một khúc lưu một khúc thôi nha <laughs> cái này có chiều dài là 1m47 ạ à. thuộc hãng đai qua đây cái này bạn Thái Lan xuất nhật độ cứng là L tại mồi là 1m 1 phần OZ nhá tại cả là 3 đến 8 lb đây cây gì nhá đây, đây chắc đẹp tem vàng vẫn còn nè khoen nè khu di chắc đẹp luôn keo còn dư luôn nè đấy sử dụng rất là ít đây bên, đây bên dưới đây ạ à. đẹp nhá cây cần nhỏ gọn và nhẹ luôn nhá tay cầm cái mút vào đây nè cái bát của nó rất đẹp bát nguyên zin ở đây có tiếng keo luôn đấy cái đi lít nha cái này là ngọn cần 1.5 ly trọng lượng là 102 gram 102 dàn khoen Fuji Sick à. đây Fuji Sick nha <laughs> keo tất cả ok hết luôn cái này còn rất đẹp anh nào mua siêu tầm cũng được mua về câu thoải mái luôn đây lưu chạm lưu lóc lưu chạm đầy đủ luôn nha Đấy. Rất đẹp <laughs> rồi mã số căn mã số 30 giá cần là 2 triệu mốt nhé mà 30 giá 2 triệu 100 hàng đai qua <laughs> và em xin kết thúc video tại đây cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của em ủng hộ một like một đăng ký ạ chia sẻ giúp em đừng có bấm nút thông báo để đón nhiều video mới tiếp theo xảy ra nhá anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ zalo hoặc số điện thoại của kim trên màn hình Số điện thoại của em là 0356776692 ạ. À. Và em chúc các anh đi công may mắn nhé. Xin chào tạm biệt.